Chiều ngày 28 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đơn vị trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong 4 tháng đầu năm 2021. Tại đây, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 700 đơn tố cáo Kuncat lừa đảo với số tiền 200 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là kêu gọi đầu tư, nộp tiền để hưởng lãi, dù giao dịch thua vẫn được bảo hiểm số tiền vốn. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều tra truy xét theo đúng quy định của pháp luật. Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép gây lây lan dịch bệnh cho cộng đồng sẽ bị xử lý hình sự. Về vụ cưỡng chế 7 công trình xây dựng trái phép, hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh trong trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10, xử lý tiếng ồn trên địa bàn. Hai bến xe cóc 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. Trong thời gian sắp tới, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tổng kiểm tra hành chính, giao thông, lưu trú, giao nộp vũ khí trên địa bàn. Đồng thời tại buổi họp báo, ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kéo giảm.